Thưa bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay và ngày mới đầu tuần ngày thứ ba tại hai sàn cà phê London và New York thì quay đầu giảm trở lại bà con nha. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại cái đà phao mình nha. Mình đà phao đây, hôm nay ngày 15 tháng 2, mình đà phao cho bà con, cho mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo đà phao mình, theo dõi nhà cà phê, mọi người tiêu ngày hôm nay tại địa phương Hà Tĩnh, xem thử đồ ra sao bà con nha. Thưa bà con, sau đây là bản giảm mới đầu tuần ngày thứ ba tại sàn cà phê Rota thì có giảm trở lại bà con nha. Và cụ thể là kỳ hạn nhóm ngày tháng 3 thì giảm 21 đô, số còn 2.263 USD trên tấn. Kỳ hạn nhóm ngày tháng 5 thì giảm 27 đô, kỳ hạn nhóm ngày tháng 7 thì giảm 30 đô, kỳ hạn nhóm ngày tháng 9 thì giảm 33 đô bà con nha. Thưa bà con, công chiều giảm tại sàn cà phê London thì chủ phiên giao dịch ngày hôm nay thứ ba tại sàn cà phê Africa có giảm khá mạnh bà con nha. Và cụ thể là kỳ hạn nhóm ngày tháng 3 thì giảm 4,10 sen, số còn 247.55 sen trên pound. Kỳ hạn nhóm ngày tháng 5 thì giảm 4,15 sen, kỳ hạn nhóm ngày tháng 7 thì giảm 4,15 sen, kỳ hạn nhóm ngày tháng 9 thì giảm 4,20 sen bà con nha. Vậy là chủ phiên giao dịch ngày hôm nay và ngày mới đầu tuần ngày thứ ba, cả hai sàn cà phê London và New York đều giảm. Bây giờ đại phao mời bà con và mọi người theo mình theo dõi bài nhà cà phê, bài nhà tiêu tại cả địa phương cả tỉnh hôm nay ngày thứ ba, xem thử đây rồi sao cho bà con tham khảo nha. Thưa bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô cả tỉnh ngày hôm nay ngày thứ ba ngày 15 tháng 2 năm 2022. Thưa tất cả bà con, sau đây là bảng giá cà phê và tiêu sáng hôm nay ngày thứ ba tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.